Điện vì nối với mạng lưới bên ngoài nên rất có thể bị ảnh hưởng sét đánh lan truyền. Vì vậy nên tránh xa các dây này và vật dụng điện với khoảng cách ít nhất là 1 mét. Một điểm nữa bà con cần đặc biệt lưu ý là việc ở một số địa phương người dân thường đào hầm để tránh trú bão. Ví dụ trong cơn bão San Sen, bà con ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình đã đào hầm trú bão khá thành công. Tuy nhiên, việc đào hầm tránh bão phải hết sức thận trọng, do bão không phải chỉ có gió lớn mà còn phải cảnh giác nước dâng ngập sâu do mưa lũ hoặc do chiều cường theo bão. Hầm trú ẩn tránh bão phải được xây dựng trên đồi cát hay gò đất cao. Hầm trú ẩn cũng phải cách xa một cự ly an toàn đối với cây cổ thụ, trụ điện hay tường vách nhà để tránh bị đổ, gây sập hầm. Thành, vách hầm phải kiên cố, tránh sử dụng các loại vật liệu có thể bị bay theo gió bão. Đối với vùng trũng thấp hay khu phố nhà ken kín, khu dân cư sát mé biển thì không nên làm hầm tránh bão tại chỗ. Xin được nhắc lại, không phải nơi nào cũng có thể tránh bão bằng cách đào hầm trú ẩn mà phải tùy theo địa hình, địa thế của vùng đất, tùy mật độ dân cư, đặc biệt phải cảnh giác nước dâng ngập hầm. Đến đây chúng tôi xin kết thúc phần trình bày về những lưu ý khi tránh trú bão. Xin chào và hẹn gặp lại! Bây giờ là 12 giờ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ 57 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện một số biện pháp giãn cách theo nguyên tắc của chỉ thị 15 trên toàn thành phố thêm 2 tuần nữa. Quyết định vừa được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đưa ra. Israel thành lập chính phủ mới sau khi Quốc hội nước này bỏ phiếu thông qua. Xin kính chào và mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự 12 giờ trưa của Đài Truyền hình Việt Nam.